Cái này nguyên một cái dĩa này mà bữa em mua chỉ có 2 ngàn tiền Việt Nam mình thôi, 5 rưng tiền ở ngoài. Ở đây cái này sao mà nó rẻ, còn ở bên Việt Nam sao mà nó mắc luôn. Năm rưng cái tiền Malaysia hả, không ăn được một tô bún mà mua được. Bữa em mua 4 con này là nhiêu đó đó. Cuối cùng là cho em một miếng tiêu, xong một đĩa mực, mực xào với gì, mực xào với con cải xanh, mời cả nhà nha.